Rồi hello các bạn nha. Tại sầu ca đang đi vô trong một cánh đồng của thằng em bạn con bê tên Phúc. Thì vô đây chỉ có cá thôi. Đây. Vô trong cái chòi nè, cái chòi này không có quay phim nè. Thì đi nãy giờ cũng được một đoạn. Đi xa lắm, qua cục đó luôn, tao ký được cái cây số. Thì giờ vô đây mình coi có cá gì không? Không biết có gì không nữa rồi. Cái này mình nướng. Sầu ca bên đây sổ mũi anh em. Ở đây thì có cây đồng. Này cái này là cái đầu gọng nè. Chút nữa mấy anh em mình bẻ vô nhậu. À, đã chờ nè, ngon lắm. Không có thuốc nha. Rồi mới vô để xử đường chuột dừa rồi. Ở đâu vậy? Rồi có mồi luôn, chuột dừa mà. Đây Phúc nè anh em. Rồi, bên này mình đi nè, đi đồ cái mình đi ra. Đi Phúc ơi. Rồi mình xuống cá trước, review cho anh em coi cá này. Đâu cá đâu vậy? Cá rồi, bằng chuột luôn nha. Cá đâu? Cá. Cá ra thằng nước mặn đi, tới dao không? Cái cá ngủ đang cầm á. Cá này nghe mà. Nè cá đâu. Ôi có cả chút chích nữa, chút chích vô giùm cả. Ôi chút chích bò nữa trời. Ghê vậy? Bậy mày, đi lạc sướng. Nè cá này bê bắn này ngang mấy bạn. Cái này cá bê bắn bên kia hả? Ừ. Vô rồi. Như xúc xích nữa, chặt đủ rồi nhậu rồi đó. Còn bê bắn cá thêm không? Ở đây có chanh sẵn luôn rồi trời. Nè. À. Này chanh đi hồi cái mấy em mình thằng chanh luôn. Dù bạn Phúc này cũng ở trong đây. Cái đầu gồng chút mấy anh em bẻ nhai luôn. Dừa thì khỏi nói anh em, dừa sát sát không. Nè cái mười này, mười này bằng Phúc bảo là cái điều hồng nhiều lắm với cái tài tượng. Bây giờ mình sẽ đợi bê ra đi bắn. Nhờ sầu ca sẽ bẻ mới chanh mới được. Chanh này không có thuốc nên nó nhỏ. Đã chưa? Đây. Mình như mê, mình như mê với anh Sang mới đi ra đây bắn thêm con cá nè. Sao cá mới lụm được mấy cái chanh bự. Đã chưa? Sướng sướng. Ở vườn này không thiếu gì luôn á. Ở đây như là mình Phúc nó bỏ không à. Nó bỏ cho rụng luôn anh em. Bọn Phúc á. Bỏ nó rụng luôn. Đây cháy nè anh em nha. Nè, chín rồi, nó chín rồi nè, nó sắp rụng rồi nè. Con Phúc con bỏ á. Gặp sầu ca bẻ bán nè. Nhấp hết trơn. Đem vô, con hồi làm nước uống. Cái gì? Từ từ nói gì? Bê nó gần đây. Sang đi theo. Bê phát hiện cá nè. Không hả? Không hả? Trời ơi, có ngò nữa nè. Bẻ ngò nhét. Bẻ ngò nhét vô trong bụng cá nướng là tới luôn nghe anh em. Này chút nó sầu ca bẻ quá trời ngò luôn em ơi. Mười một ê luôn. Mê bắn hụt. Mời bắn hụt nó dính cái cây à. Rồi thất bại anh em ơi, nghe gần mà không có cá gì chơi. Mấy cá chia bên vườn bên. Giờ mấy anh em đốt than nướng. 3 năm sau chưa cháy. Đốt hồi nó cũng cháy luôn cái chòi luôn. Trời đem không muối quá trời luôn. Xúc xích nhiều. Mình chứ cả đem chanh vậy. Cá bạn rồi nè. Đem chanh vô đi hái đống gồng mới được. Gì? Rồi bắn đi. Bê thấy con nè. Bê thấy con nè. Con vớt giác.
chứ giờ này, chứ giờ này mấy anh em mình nắng quá rồi nó không có nổi anh em ơi, bê được con rồi nè. Trời ơi gái kiếm thêm con nữa em ơi, bự chỗ à, bự phi lai được con nữa nè, bự nè, cầm đi nó xiên qua luôn á đã. Ê. Kiếm thêm con nữa không? Bây mở cho bây chỉ 5-6 người mà có nhiêu đây thì kiếm thêm con nữa. Quá trời ngò luôn, nên vô đây anh bỏ chanh vô đây mà cái chồi nó mát lắm mà ngoài vườn nó đấy. Trời ơi im chưa đạp rút đi. Xiên đâu vậy? Đó, xiên xéo luôn rồi. Nằm ở trong mình luôn rồi. Ghê thiệt. Rồi rút đi. Đạp nó lại anh em ơi, rút ra. Dưỡng xương. Bắn nó chẹt luôn đó hả? Cắt rồi. Dưới đi kìa. Mình kiếm thêm con nữa. Rửa đi. Rửa đi. Coi chừng nó dãy mất đó. Coi chừng nó dãy đó. Được con đó. Con vết giác được cá đường hồng màu đá vậy. Cá đường hồng này cá con nữa nè. Cá con mới lớn nữa nè. Phi lai. Phi lai. Rồi thang này có bầu ổn không? Cái là nó lai cái bụng nó không đen nha. Phi lai đường hồng hả? Ừ. Nó không đen cái bụng. Đen bụng gì ở trong á hả? Không đen, con nào không đen. Đỏ đen chút. Ừ, nó đỏ đen hơn. Rồi cây dừa hình như có đuôi kìa. Trước mặt em nè. Đụng ổ rồi đó. Ừ, bỏ thuốc, bỏ rồi. Thuốc rồi đó. Dạ, cây đó rớt đọt kìa, mà nó lá không à. Kể ngang không à. Bỏ cái thuốc rồi đó rồi, nó bỏ hết giáp vườn rồi. Bỏ thuốc này thì uống được không? Rồi cho thời gian chờ đợi thằng B với sam tóc dài đi bắn chim cá thì ở đây mấy anh em làm cái đế ba chân để nướng treo cái lồng quạt. Ví dụ mình có mồi rồi mình mới làm vậy ha, còn ví dụ mình chưa có mồi mà mình đang đi kiếm á mà hồi lỡ kiếm không có rồi mình nướng cái gì là xúc xích xúc xích chấm mưa ớt à, mưa ớt đạn chanh chấm liếm. Thang đủ không? Vậy mình treo vô nướng nè. Mình nướng cái phần này là mình vừa nướng than mình nướng nắng nữa. Đây, quá tiêu. Sắp ngang cao quá không thấy à. Quá đẹp luôn anh em. Dám đầu tư lắm, cái mấy quạt nhà dám tháo lấy cái này nướng nè. Cho nó cháy hết sơn cái gì đi. Cái này em nướng rồi. Rồi hả? Cái này nướng nướng cà tím. Nhà. Hình như chưa ngay giữa hay gì phải không? Đầu review vừa nhà trồng chấm muối ớt rồi sao? Muốn thấp nè, muốn thấp nè. Dựa đây đi, dựa đây thấp chủng. Muốn thấp hạ chân xuống là bung. Hả mình bẻ dừa đó là mình phải lết lại nên mũ. Nằm bẻ à. Dừa dừa nằm, nằm bẻ. Tại đó trồng nằm luôn hả? Lết vô. Trộm dừa. Dừa bạn cứ cái con dây treo lên nó chạy cỡ. Dừa này quá trời luôn đi. Cái mặt đó chuyện gan à. Này thấy nằm mẻ này. Được vừa chắc ngọt. Trên mặt đất chừng gan. Rồi mấy anh em mình đầu nướng nè. Mũ mình bỏ cá vô kìa. Nó xay không? Cũng xay gì nào cũng được anh. Quay luôn nè, cá quay luôn. Quay nó trong mặt á. Ui, nó dãy luôn kìa. Để ngang á nữa. Chết hết chưa? Chết rồi. Tắt xuống chút xíu không? Chuột vừa nãy nó chui vô nhà lụm nó luôn rồi. Khỏi chạy luôn, nhanh thiệt. Hai trứng rồi tới hàng luôn cá. Hạ xuống chút không? Cao không? Hạ thì bẩm trứng thêm chút. Để cho nó gáo gáo. Hay dữ trời. Thông minh dữ trời. Đây đó
nó sống ở bên châu Phi á, nó khổ dân làm gì. Còn xúc xích nữa kìa. Tí giò em cái gì kìa. Cái này lạc sữa. Lạc sữa. Hát vô chiên. Chiên nước. Đổ nước vô chiên à, không còn dầu. Điều chỉnh lại. Muốn thấp nữa không? Không, nó nóng dữ lắm mà nó không quéo càng rồi. Ồ, giống đồ ra trở mới được. Miết bê, miết bê. Để đại đi nào nó chín bể trở về kia lại nhanh. Nguyết bể với sang nó làm bước nào không nữa. Mình cho lúc lắc để anh rửa tay cho. Bên đây hình như yếu hơn. Không có chó mèo gì đâu. Rồi chín rồi này anh em ơi. Vàng nó thành xu da nha. Thơm động trời luôn. Cá có dấu không đừng? Đỡ bỏ. Cái này gì vậy? Ờ thiệt mà. Nó nhiều lắm mà tại chèo bắn không trúng thôi thấy không? Nãy giờ chèo bắn sạch mấy cái nữa dính là được. Còn lạp xưởng nữa anh em. Rồi chiến. Thôi thôi em lao cho sạch. Chắc thiết dữ cha. Rồi mấy anh em mình vậy là chiến nè. Đó. Nào đem vô, đem dĩa xịt cho dám ăn. Ngày ai ngồi gần chút bia anh bủ, bữa nay anh bủ gót cho anh em nhậu được coi. Ly bia đổ đây à? Cá mày đem mày lấy con cá vô luôn rồi Kha. Hả? Để hết luôn hả? Không để hả? Mấy nhà sản xuất bia mà thấy gì nó khóc chết. Nó nguội mày ăn hết tanh á. Để ngoài cho nó nóng. Đổ bia vô đây, bỏ đá vô đây cái mình gót cái ly. Rồi là bia Sài Gòn ấm. Bia. Bia Sài Gòn ấm. Muối cái này nè, nó không có chảy nè, chanh không có chảy, uống chanh hồi. Tính lại bỏ cái gì nào. Bỏ nó đi, hai cái đi chanh. Bỏ đi, đuổi đi. Đuổi thì bao nhiêu năm rồi không rửa. Có à, nó nhậu hổm mình nó bao nhiêu năm. Năm rưỡi không? Tháng mấy rồi. Sài Gòn ấm, Sài Gòn ấm. Sài Gòn ấm đây. Sài Gòn ấm sao viên Việt Nam không à? Bộ viên, nhậu luôn, đúng vợ. Bữa nhậu luôn đúng vợ đó mà bị chửi đồ tới nay luôn rồi. Ủa mà nhờ thừa quay á chứ thôi, trọng bữa đó đồ mẹ khỏi vô nhà. Ta đi nhậu lén còn đi quay. Cũng phù nghe hồi Tết tới giờ á. Lạc xưởng heo rồi chứ làm như có lạc xưởng cừu nữa hả? Lạc xưởng cừu. Dao. Nó dao nó bằng cừu, tao là bạc xưởng. Lạc xưởng bò, có lạc xưởng cừu. Ê, mời anh em nha. Nửa không dạo. Vô nè anh em ơi. Cắt chanh. Ủa này chín chưa? Nửa đi. Chín thiếu chanh nè. Cái này chín chưa? Chín rồi. Đúng rồi. Chín rồi, chín hết rồi. Tại cũng ai. Cũng ai nhậu rồi, nhậu vô, nhậu ra, nhậu vô đết mẹ. Cũng mày đấy, nhậu ra. Nhậu vô ra lộn xộn đá chết mẹ. Được. Phù hộ mình tay mình chân con lưng như mẹ đó. Ồ má nhức lưng chết mẹ luôn. Làm nhức lưng nhức xỉu.